Có cô trong chùa có bệnh, 4 ngày cũng không ăn uống gì được. Nhà Đức đến, nhà Đức thăm cô, nhà Đức nói cô không ăn được thì đừng có ăn. Người ta tu đi tâm bệnh, người ta kêu con cố gắng ăn miếng gì đi. Con mình đi tâm bệnh ngộ ghê vậy. Mình nói có ăn được gì không? Dạ 4 ngày không có ăn được cái gì. Nhà Đức nói không ăn được thì đừng có ăn. Hiểu không? Cô mà gái ăn nói ra uổng cơm nước lắm. Mà nó mệt lắm. Tại vì bao tử cô nó đã không tiếp nhận. Thấy không? Mà cô nuốt không được thì cô ăn làm chi? Cô đừng có ăn. Cô đừng có ăn là làm cho cái bao tử ruột gan phèo phổi của mình. Chừng nào mà nó muốn ăn là nó nói là nó chịu thua mình, nó đầu hàng. Bây giờ đến lúc nó phải ăn thì mình mới ăn. Còn bây giờ không ăn được gì hết thì cô đừng có ăn. Tại vì cô ăn vô mà nó ói ra thì bao tử nó bị tổn thương lắm, ruột gan nó cũng tổn thương mệt lắm. Thà cô nằm đó, cô không ăn uống gì, hoặc là có miếng nước, chế miếng cho cô, miếng nước thấm môi thôi. Rồi cô cứ niệm Phật, cô nhớ kỹ, không ăn được luôn thì nó chỉ có chết thôi. Tâm bệnh nó chuyện ngộ ghê quý vị. Mà nói nó rất nhẹ nhàng quý vị. Bây giờ ăn không được thì nó chỉ có chết thôi, chứ nó không có cái gì mà phải sợ. Mà chết thì trong cuộc đời ai cũng chết, chứ đâu phải mình chết đâu mà mình sợ. Sớm muộn cũng chết, chết sớm chết muộn cũng chết. Nếu chết muộn thì trong cõi đời này còn việc mà làm. Nếu chết sớm thì chúng ta xong chuyện mà đi. Nói khỏe re quý vị. Hả? Ủa sao? Tự nhiên cái cô bệnh của nó, ôi sao ngộ vậy ta? Sao thầy thăm bệnh, thầy nói chuyện sao nó nghe nó như vô tình mà nó khỏe đấy, còn hơn cái gì nữa. Còn bao nhiêu người gặp con cứ kêu con gán ăn đi, gán ăn đi để có sức khỏe, để lo cho tam bảo. Con nghe con mệt thêm không à. Mà sao thầy nói kiểu này sao con dè quá trời dè. Ngộ quý vị. Thấy chưa? Cái người mà có năng lượng đi thăm người ta cũng nói chuyện lạ nó quý vị. Chứ không có nài nỉ làm chi cho mệt. Xong nói là thôi, mấy ai mà bệnh thì trong thời điểm này ăn không được thì đừng có tốn gạo của chùa. Để gạo cho Phật tử có phước hơn. Cuối cùng mấy bà nghe vậy, bà tức mình bà ăn quý vị ơi. Ngộ thế ghê. Cái cách làm cũng lạ thế ghê quý vị. Tại vì mấy bà tưởng đâu là mình lỡ mình thăm là mình nói ngọt ngào, mình kêu ăn đi rồi nói cố gắng uống sữa, mình nói thôi ăn không được thì thôi đừng có ăn. Uống sữa không được thì để mấy bà cụ uống giúp cho. Cuối cùng mấy bà, những đức vừa về, những đức nghe mấy câu nói bưng đồ ăn lên ăn kịch liệt. Bưng sữa lên uống luôn quý vị. Không biết nhà Đức nói xong cái con sốt chạy mất tiêu thì sao? Ăn uống luôn. Nó nên quý vị coi như cô Nhật cô bệnh. Viên Nhật á, bà bệnh bà thở không nổi bà gần chết. Xong nhà Đức lên, nhà Đức hỏi cô Nhật chết chưa? Bà ngốc cổ lên quý vị. Trong khi mấy cô đi thăm bà lấy mền bà chùm. Nhà Đức lên hỏi cô Nhật chết chưa? Bà ngốc cổ lên bà nói dạ còn sống. Cổ ghê. Đâu. Sao nhà Đức nói tưởng đâu nghe nói cô gần mắt, nhà Đức cũng chọn cho cô cái quan tài. Sao mà nói chưa đâu thầy ơi. Tưởng đâu cô sắp đi rồi chứ. Nếu phải chẳng thì một là trong Tết này cô đi luôn đi. Nói xong bà sửng sốt quý vị. Thì khi bà sửng sốt xong thì bà hết sốt. Tại vì quý vị biết con người ta tăng cái tần số bệnh là tần số lì quý vị, tần số đì. Mình làm sao cho sống động lên. Nói bây giờ cô hãy chết đi. Này kia nó nghe sợ quá sửng sốt. Sửng sốt xong hết sốt. Tỉnh lại. Hôm nay đi ngờ ngờ rồi. Nhật đi ngờ ngờ rồi. Nay về dưới gặp bà Nhật nay ngon lạnh. Ăn uống đồ chạy tung tăng tiếp tục.
không? Nó chị bệnh ghê chưa? Nên còn trong cái mùa dịch, quý vị biết cái mùa dịch từ đó mà dính dịch nhiều, những đức cái xuống như đức nói, mấy cụ yên tâm, chết tên nào chôn tên ấy, già bà nào bà nấy tàu xanh mặt xanh mày chứ, kinh khủng quá. Xong nhà đức nói là mùa dịch này nhà đức chuẩn bị 100 quan tài để trong chùa, nên mấy bà cụ yên tâm đi, phía sau miếng đất còn rộng, không có đi thiêu mất công xa mệt. Mấy bà chết bà nào bỏ vô quan tài hộ niệm xong là đem ra phía sau chùa, bà nào bà nấy xanh mặt xanh mày hết trơn, tại vì mấy con vịt ở trong nó cũng sợ. Nam thầy này ghê quá, cuối cùng hết vịt. Hết vịt quý vị, nhớ không? Giống như những đức mà bị cái chặng vịt nó bị nặng nó, quý vị nhớ không? Năm à gì đâu Phật, gì đâu không, mà vịt nó thở kỳ lắm quý vị ơi. Lúc bị vịt nó thở kỳ lắm, nó thở không nổi, mà niệm Phật thì niệm được. À, gì có mấy chú nó thầy nay sao kỳ quá, niệm Phật le lử ngộ quá. Tôi kỳ lắm, tôi bị bệnh là tôi ưa làm chuyện lạ, ai vô thăm những đứa cũng mắc cười muốn chết, tại vì người ta đi thăm bệnh thường là người ta thấy người bệnh nó buồn quý vị ơi, còn vô gặp mình kỳ quá, sao niệm Phật mà lạ quá. À, gì đó. Mấy cô trẻ trẻ lợi chùa vô thăm, vô thăm đưa cái mặt gần hỏi thầy có sao không thầy, như đức đấy à gì đó chạy mất dép quý vị, làm thấy thầy thầy ghê quá, tự nhiên sao mà bệnh xong rồi dê quá trời dê le lử quý vị ơi, tự nhiên ta đưa cái mặt tự nó mình yếu quý vị, mình yếu nào bị gu gì hỏi thầy khỏe không thầy sao rồi thầy à gì đó. Cô nào cô đấy đó, tôi sợ thầy quá. Ông bệnh trông dê quá trời dê, làm tao mắc cười quý vị. Ừ. Rồi mỗi lần mà ai mà vô thăm bệnh là những đức sợ người ta buồn, kỳ cục với mình bệnh mà sợ người ta buồn. Mình bệnh mà người ta vô thăm bệnh mà mình nói chuyện còn hơn người đi thăm bệnh. Thăm bệnh không nói được câu nào mình nói không, này mới lạ quý vị. Ừ. Nên những đức nói quý vị là mỗi ngày nghe, quý vị phải cần tích tụ cái nguồn năng lượng cho nó dày. Khi năng lượng quý vị quá dày thì khi quý vị bệnh một chút thì nó cũng hao một chút năng lượng, chưa đến nỗi suy sụp. Còn mỗi ngày quý vị đi đâu cũng cái mặt đóng như cái mền. Những đức nói khi quý vị bệnh là thành cái mùng luôn. Chứ sao? Chứ mỗi ngày bình thường nó ra như cái mền rồi, mà bây giờ mà bệnh nó thành cái mồm luôn chứ đừng có đó. Thấy không? Nên mình bệnh đau quý vị đừng có mà đội nón quấn khăn, nhìn nó nhìn là thấy là biết gần chết, kỳ cục. Đội nón chi, quấn khăn chi, bệnh mình bận đồ mỏng manh bình thường mình đi ra ngoài gió, đi nghiêu ngao ngoài gió thử có nói là sao, nó gió nhập chết, gió nào mà nhập chết, chúng ta chết là chết chứ không có gió nào mà nhập chết chứ. À, quý vị làm bình thường vậy đó, nó tự nhiên sốt vậy đó mà bận đồ mỏng manh đi ra gió, đi nghiêu ngao ngoài đường, đi mà rung rồi. Mà cái rung của mình cũng rung, đừng có rung mà kiểu mà rung mà yếu quá, mình rung mà mình làm ngộ quá, mình rung mà làm nè thế thành cười quý vị. Bởi vậy những đức mà bệnh ai vô thăm mắc cười lắm quý vị, nhìn những đức mắc cười lắm. Mà dễ lắm, bệnh đau dễ tính lắm. Ta đem đồ ăn lúc bình thường mà khỏe đem lên, cái nào không ăn là không ăn. Nhưng khi bệnh đau mà ai đem đồ ăn lên, đúng ra là không có ăn đâu, nhưng mà đưa là người ta kêu ăn đi thầy nói, ăn. Ngộ lắm quý vị ơi. Tại vì người ta đem đồ ăn đưa, không ăn sợ người ta buồn. Ăn. Vừa ăn xong
ôi chết mồ. Rồi xong cái bà khác đem vô nữa, ăn đi thầy, nó ăn sợ người ta buồn quý vị. Cứ vậy mà ai kêu ăn là ăn hết chứ. Còn thường mà đắng đồ này kia không uống. Vậy mà bệnh ta đem lên ta đưa cho đắng đắng này kia đồ, ăn đi thầy, uống đi. Uống nhiệt tình kỳ cúng vậy. Nên quý vị biết cái năng lượng rất quan trọng. Khi chúng ta mỗi ngày tích tụ, khi mình khỏe mình tích tụ năng lượng rất nhiều, thì khi mà mình bệnh đau, nhờ cái năng lượng đó mà nó giúp cho bản thân mình không đến mức mà bản thân mình nhìn thấy nó giống như là khô khan cằn cỗi, không đến nỗi gì. Vì thấy không, những đứa cũng ho khan cũng bệnh mà qua nói chuyện với quý vị thấy không, có gì đâu đó. Nên nói rằng là vui khổ từ đâu đến nè, kẻ thích nghe rõ ràng xác thực luôn nè, vui khổ từ đâu đến nè. Nghe không? Nè là gì? Là mình gieo nhân gì? Bây giờ mỗi ngày bị gieo nhân cho người ta vui gì? Thì bị vui chứ làm sao? Còn bị làm cho người ta khổ thì bị khổ chứ làm sao? Nghe không? Vui khổ là từ bản thân mình nè quý vị. Nó, trong cái cõi đời này nó đã nhiều cái khổ đau rồi, mình khổ thêm nó để sống mà. Cũng như hai vợ chồng đó, khổ quá tự tử. Cuối cùng bà vợ bà uống thuốc ít, ông chồng uống nhiều, cuối cùng chồng chết quẹo, bà vợ mới sống. Nghe không? Nó khổ quá, vớt ổng luôn, bớt ổng. Nên quý vị biết rằng dịp Tết nhất kẹt quá, ăn Tết đồ này kia ngoài đời không có tiền thì khổ, đúng không? Sao người ta không tìm hỏi coi có cái chỗ nào mà ăn Tết miễn phí không? Người ta hỏi á, người ta bấm lên mạng, người ta coi có chỗ nào ăn Tết miễn phí á. Hiểu không? Người lâu đi ăn Tết, biết đâu ăn Tết cái nơi miễn phí đó, qua Tết xong làm ăn phát đạt luôn sao? Hiểu không? Chết làm chi vậy? Hiểu không? Đó, nên á, Tết nhất vô đây, chùa rộng thênh thang, không có chỗ ở thì che bạc ở ngoài ở. Lo gì? Ăn Tết vậy nó mới đặc biệt. Tết năm nào của quần này áo nọ son phấn tùm lum. Tết năm nay vô chùa bằng đồ lam năm thì nó có thay đổi cuộc đời không? Thử coi, nha quý vị. Đó. Chùa rộng quá mà đắt bao la, cái chặt mình che mũ ở trên, thấy không? Vậy đó mà ăn Tết vậy nó đặc biệt, nó lạ nghe. Bên hộ pháp thì lên lễ Phật thờ xong bước ra còn thời gian nhiều lắm, bước ra cầm quà tặng cho người ta. Nó đứng ngay cái sân chùa người ta đến ào ào, cứ đứng ngay sân chùa có đồ thì cho, không có đồ thì cứ đứng. Ai với Đạo Phật, ai với Đạo Phật, cứ làm gì hoài vậy? Cả mùa Tết làm hoài vậy đó, 7 ngày qua Tết phước báo tăng lên, làm ăn phát đạt. Đúng không? Rồi bông giấy nó rộn ràng, mình tu xong bước ra đi vòng vòng vườn bông giấy chơi cũng ngon. Trên thì chim hót líu lo, dưới thì hoa nở rộn ràng, ngồi băng ghế thì nó mát mẻ, mà thời tiết mát công nhận. Chuyến này mà Tết mà không vô ăn Tết nữa thôi. Vô chùa khỏi lo, chuyến này tôi mua bánh chuẩn bị dữ lắm rồi. Bây giờ đang tính mấy cái loại bánh xịn sò nhất. Bữa 20 đi á, 20 đi, chuyến này nhà Đức đi mua bánh, đi lên thành phố một chuyến. Dẫn em Út đi. Đúng không? Nó bà chỉ xe tải, em mua xe tải
xe bình thường chở không đủ ăn, đông quá mà, thấy không? Ba chiếc xe tải, ba đậu tràng, mỗi bên đậu tràng lựa hai nàng, tí hai cô của nó lột, hiểu không? Nó còn mình nữa thì chạy xe tải bự, những đứa chạy luôn, không bằng lái gì hết chạy luôn. Xe tải bự mình đâu có bằng lái đó đâu, hiểu không? Chạy luôn. Nó gặp công an mà nói ai về đào Phật. Nó giờ Phật ai vậy đà, con giờ mua bánh cho chùa ăn mà chạy xe tải bự này bây giờ đi mà công an mà thổi con Phật ai vậy đà chịu. Không, tự nhiên mình chạy ngang công an nhìn mình. Vì sao mà thấy mình đi bước viên đi mua bánh cho ta không đơn giản đâu quý vị ơi. Không, tính có mười mấy loại bánh rồi. Tính mỗi loại bánh làm sao. Để làm chi, lên đó mua liền. Chứ mình bây giờ mình lên đó mình ăn một chút mà hết biết ăn bánh gì luôn. Cuối cùng mình mua bánh dở thì sao? Nên mình ở đây mình ăn trước, mình tính trước, mình ăn trước, mình mới lấy mấy cái mẫu bánh theo. Xong mình lên chợ mình coi theo mẫu bánh đó mình mua. Là mình ăn ở nhà mình nó chắc ăn. Còn lên chợ mà mình ăn, mình nhìn nhiều loại bánh quá mình ăn, không biết bánh gì nữa. Thấy không? Nên tính trước vậy đó. Xong lên chợ mua ba cái xe tải bánh chở về. Thấy không? Đó. Xong cho mấy bà cụ bà ăn, cho mấy bà cụ mình bà ăn trước mấy ngày, trước 4-5 ngày cho mấy bà cụ ăn trước đi, tội nghiệp mấy bà, tại bà ở trong chùa suốt với mình bà đâu được đi đâu. Còn quý vị đi về nhà lo việc nhà, nên khi quý vị Tết nhất vô cho quý vị ăn thào lèo. Muốn theo thèo leo á, thèo leo ăn đỡ hao, cứng quý vị, cứng. Hồi xưa quý vị biết gặp ở dưới quê miền Tây á, Tết mua có 2-3 ký thèo leo, khách đến nhà đem ra một dĩa, cứ đeo ra xong đem vô gì một dĩa mà bánh tét, cắt xong để một dĩa cứ đeo ra mở ăn đi, nó dính tèo lẹo với dĩa bánh tét. Dạ dạ mới ăn đằng kia, à chỉ uống miếng nước đi, uống miếng nước xong chúc năm mới này kia xong đi, chúc khách khách đến tiếp tục đeo. Tới chiều mùng một Tết nguyên gia đình ăn 2 dĩa bánh đó, không ai dám ăn. Vì sao biết không? Thèo lèo loại 1 ý, quên loại 3, quên nói lộn, thèo lèo có loại 3. Loại 3 là cứng nhất. Loại 3 là cứng nhất luôn quý vị. Loại 1 nó còn giòn nha, cắn nó giòn, cắn được. Còn loại 3 là nó dai ác đạn lắm. Mấy bà già trong chùa mà chỉ cần đưa bán một cục thèo lèo luôn, nguyên mùa Tết bán nóng quá. Bà đi vòng vòng chùa, đi vòng vòng chùa cầm cục theo là bà cứ bỏ vô miệng bà kịch ra, bà cứ bỏ vô miệng bà liếm cái bà cầm ra bỏ vô tiếp tục kêu tôi. Không mà thèo lèo ở đây bây giờ cũng ngon lắm nha. Chứ ngày xưa dưới quê miền Tây thèo lèo nó cứng dữ lắm. Mà dưới quê miền Tây nhà như đứa người xưa ưa kêu thèo lèo cứ chó à. Nó nên cứ cắn một cái là có khi mẻ cái răng, cứng như đâu mà cứng ác đạn. Đó, nói vui vậy thôi chứ mua đại bánh quý vị là phải xịn. Nó nên Tết năm nay người ta chuẩn bị nè, bánh nè, chuẩn bị đồ ăn nè, chuẩn bị dữ dằn lắm. Không, ông mà nói thật sự mà nói với vị chứ rủ người ta về chùa ăn Tết mà sao không biết, nhưng mà đã là nhiệt tình rủ là quá nhiệt tình nữa quý vị. Thấy không? Nói thiệt chứ mình đi lại chùa khác giỏi lắm, mình giếng chùa thôi chứ mình nói ở chùa là cũng hơi khó. Ở luôn thì ai đâu nấu ăn nấu cơm gì.
Nhiều chùa nghe quý vị là không có nấu cơm dịp Tết. Làm xong rồi ai kiếm này kia ăn, nấu mì hay gì ăn. Chỉ riêng chùa mình là nhà bếp là hoạt động ngon lành, Tết càng hoạt động, chuẩn bị đồ ăn, thức uống, đồ để đầy kho hết để nấu. Nấu tá lả âm binh. Sáng 1 giờ sáng là bắt mấy cô thức dậy nấu. Đông người mà, chúng ăn đã đông rồi. Rồi xong Phật tử ghé ăn, phải cho người ta ăn dịp Tết, thấy không? Nó rồi mình cho người ta ăn xong, mình để cái thùng nó bao bự bự ngay cái đường đi. Người ta đi ngang, người ta thấy thuận tay. Phải tính quý vị. Không có thầy nào nói chuyện kiểu này quý vị, thấy không? Mình phải tính chứ, phải kinh tế. Thầy không có kinh tế cho thầy lo cho Phật tử, đúng quý vị? Sống nên thật lòng đi quý vị ơi. Có những cái cần nói thì nói đại đi, chứ mày ra mình tính toán trong tâm mình chi, mình tức. Nghe quý vị? Nó nhưng mà mình thì nói vậy đó. Mình thì nói vậy thôi chứ cái tâm mình sao Phật sẽ biết, đúng quý vị? Nên có những cái mình nói đặc biệt lắm nhưng mà chúng ta lại không làm. Nên có những cái trong cuộc đời này, có những cái chúng ta vui vui, chúng ta nói thật lòng, thẳng đáy lòng mình đi, dù nói thì sao thấy cũng vui, thấy không? Nó rõ ràng không? Cái giảng pháp này là do thương nhau nè. Tại vì sao? Cái tần số thương nhau, thương nhau thì trái ấu cũng tròn mà. Mà ghét nhau thì trái bồ hòn cũng mé. Tần số thương á, nên mình giảng nó nhẹ nhàng, thoải mái lắm. Bởi vì còn gặp mà người ta mà chưa nghe pháp gì hết á, mà mình đây mình giảng kiểu này mình tái dưới người ta làm nè. Giảng không được. Chứ không phải giỡn đâu quý vị. Bây giờ giảng mà nhìn xuống gặp mấy bà mới làm nè. Mình giảng hứng lắm quý vị ơi. Tại vì mấy bà làm mới đẩy tần số lên. Thật sự mà nói chúng ta mà quý vị, nhìn nhau thì bốn mắt nhìn nhau thôi. Chứ bây giờ những đức nhìn quý vị mà quý vị nói sao giảng? Không, dù mình nhìn gì là phải nhìn thôi. Chứ không lẽ giờ những đức nhìn gì cái thua hết giảng luôn. Sao giảng? Nó nên á, con lặng khiếm thị á, cái lần có ca sĩ hát một lần khiếm thị đâu có sắp xếp người ta ngồi phía trước. Ca sĩ lên hát, ô tôi rất mong quý vị có đôi tay đưa lên, khiếm thị đâu có thấy, nói muốn chết mồ không đứa nào đưa tay đó. Ca sĩ với đó hát héo queo, hát không nổi. Sau này Nhật Đức mới nghĩ lại, sắp cho nguyên một cái vàng mấy cô khỏe mà vui ngồi phía trước, mấy bảo quơ tay tá lả bên ca sĩ hát khô hơn cạn tiếp, hát quá trời hát, đòi hát hoài vậy đó, thấy không? Này quan trọng ghê chưa? Nó nên quý vị ơi, có những người chúng ta ngồi ở đâu thì nghe cũng được, nhưng có những người mình quý vị ngồi phía trước quý vị cũng không diễn được như một số bà nữa. Ừ, không phải ai cũng có tần số gì đâu quý vị. Có nhiều bà mới bà làm ngộ lắm. Thí dụ như trước mặt như đức giảng mà ai mà ngồi á, mà kiểu mà ngồi mà ta làm nè, như đức giảng chứ lắm quý vị ơi. Bà làm như mình giảng theo, chứ gặp mà bây giờ mình mà giảng mà mấy bà ngồi phía trước có làm nè, xong cười cái nào cười quá cũng làm. Mình đâu có cười được. Tại vì người ta có cười đó mà mình cười, không lẽ mình cười mình. Ví dụ những đức giảng gì quý vị, với quý vị cười thì những đức cười theo. Chứ bây giờ những đức giảng gì đây nó cười mình một cái dứt.
Coi như ba súng răng của Lâm nè. Sao mà quý vị giảng được, chịu thua luôn, hiểu không? Mà cái nhóm vui nó ngồi chung với nhau nghe quý vị. Cho quý vị mà thử đi, quý vị lọt một mình quý vị vô cái nhóm một cái bà mà không cười đi, quý mà cười bắt kênh quý vị đó, kênh mình á. Ừ, nó vui nó phải ngồi cùng với nguyên một nhóm vui, giống cái nhóm mà vui vẻ rồi tung tăng thì nó ngồi nguyên nhóm nó giống này được. Vì đem một cái người vui mà đi lỡ cái nhóm mà nó ngồi im gu thôi coi. Mấy bả mà cười một cái quay qua nhìn mấy cái bà kế bên làm nè. Tiêu luôn. Mình đưa kiểu này mắc giống quý vị. Không có giỡn đâu. Cái giống gầy bao nhiêu năm mình tải ra bậy bạ mắc giống luôn. Vì sao không có nữa? Không phải giỡn, bởi vì tôi suy nghĩ kỹ lắm tôi mấy. Cái tuần chủ nhật trước là tôi thấy là nó lạc tần số quý vị. Tự nhiên âm thanh bữa đó nó cũng ngộ ghê. Ủa. Về ngồi suy nghĩ nó, ủa sao kỳ nó. Hồi đó giờ lo đâu đến nỗi gì mà nay sao kỳ cục cái chàng. Thì ra lo bị ảnh hưởng từ con người. Mấy bạn ngồi tứ tung lang tang á, là mấy bà tần số bay ghim tùm lum. Kiểu mấy bà đang cười mới gặp cái bà kế bên đang nghiêm túc nghe pháp. Giống như có những người đang nghiêm nghe pháp thì cũng tốt, nhưng mà thôi kệ, ngồi thì có nhóm nghiêm. Lọt một cái bà cười vô, bà ngồi kế bên bà cười hà hà, quay lại gặp bà kia. Có cái bà đây ở vui, bà nghe pháp quen rồi, bà ngồi từ xa bà nghe Đức Giảng bà cười quá trời cười. Cái bà kế bên làm nè, bà kia im gu luôn, không dám cười tiếng nữa, tại vì thấy bà này chỉ thấy bà ngồi kế bên nè. Cuối cùng vừa Đức Giảng mấy cái đoạn cười, bà ngồi dưới bà bị ấm ức, cười quá được, bà ấm ức quá mất cười rồi, bà ấm ức phải làm nè. Quay lại, quay cái đoạn phim lại nhìn bà kỳ cục. Cuối cùng giảng tiếng mấy đồng hồ bà ngồi khóc. Tại vì sao? Ấm ức nguyên một đoạn pháp bà không cư được. Ấm ức cuối cùng bà bị tồn động mấy vị. Tồn động cái ấm ức lại, cuối cùng bà khóc luôn. Bà nói là bao nhiêu ngày tháng cười quen, bây giờ không cười. Tại ngồi kế gặp cái bà dữ dằn quá. Ủa cái bà này chỉ cần mà cười một cái đó bà là mà nhất là mấy bà cụ thường trụ mình, bà không đơn giản đâu quý vị. Bà ngồi nghiêm túc bà nghe pháp. Mấy vị mà cười kế bà là bà kênh quý vị. Bà nói lo mà nghe đi. Thấy không? Còn ta thì giờ từng chủ nhật thứ bảy đến làm. Bây giờ ngoài đời làm cực mệt muốn chết, không có nụ cười. Vô thầy chọc cho cười được một hai buổi để có năng lượng gì làm ăn. Đúng quý vị. Còn bà ở trong đây thì giờ ngày nào như đứa cũng chọc cho cừ quen rồi. Bà lên bà ngồi. Đúng không? Không có nói cũng tội nghiệp. Nên phải cẩn thận. Có chừng. Mất gì không? Gầy bao nhiêu năm. Không phải giỡn nghe. Mà những đứa có một lực lượng nghe pháp mà vui háo hức vỗ tay quý vị. Những đứa có một lực lượng đó, dù có đi nước nào hay đi qua chỗ nào hay Campuchia gì mà dẫn mấy bả theo đi. Bả đi theo, bả đi đến đâu là mưa làm gió đó, đó chứ không phải chuyện giỡn đâu. Mà quý vị ơi, cái đầu não mà nó mà phát năng lượng là mình đuôi gì cũng hưởng. Cái đầu mà nó nặng nề rồi, ví dụ có nghiêm túc cỡ nào nghiêm túc mà nó không có một chút năng lượng luôn. Lên mà nó cứ đó. Nghiêm túc bằng nghiêm túc mà đâu có cừ.
bà nào bà nấy ngồi ở dưới quẹo cái đầu qua bên rồi. Ông thầy ở trên thì kiểu búa xuống mấy bà ở dưới. Một bà thì còn bà thì te tôi hết chứ. Rồi xong luôn. Mỗi tuần thứ bảy chủ nhật khỏi đến. Bị búa không mà lỡ đi làm gì. Thật sự mà nói, người ta đến chùa mình đông là do người ta được vui vị ơi. Ta vui người ta mới đến. Thấy không? Mà nhà Đức nói thiệt nha quý vị, nhà Đức phái thứ bảy chủ nhật nhà Đức giảng pháp lắm. Tại vì sao? Bây giờ nếu kêu nhà Đức mà ngày nào cũng giảng câu ai Phật niệm đến cùng với quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc mà không có ngày thứ bảy chủ nhật đó nghe. Buồn. À. Cái bà kêu bà đó, tại thầy sao mà thứ bảy chủ nhật đồ lễ đó thầy giảng vui quá trời vui. Sao mà hai cái bài già câu ai Phật niệm đến cùng với quyết chí một đời vẫn thành cực lạc quá ít thấy thầy cười quá. Như Đức hỏi bây giờ bà kêu tôi cười với ai? Hai cái bài giảng đó là cô đơn một mình mà giảng, ngồi có mình một trong phòng giảng, đặt cái máy quay phim mà kêu tôi cười với mấy quay phim đó, đúng không? Nó không có quảng bác được quý vị. Tại vì sao? Chúng ta là phải cần có bốn mắt nhìn nhau, cần. Một cấp đó có con bé đó, nó ngồi giảng lúc nào nó cũng ngồi trước mặt như thế. Mà nhỏ này bị cận thị, nó mang mắt kính đen thui, đen thui tù lùi. Xong nhà Đức kêu nói con nghe, con tháo mắt kính ra đi con. Hỏi chi thầy? Con nhìn thầy. Sao kỳ vậy? Nhìn thấy giảng mới hay, chứ đeo mắt kính đen thui không thấy con mắt nó thì giảng được. Nó ghê không biết bị. Là do ở trong con mắt mình á, nó hiện ra những cái pháp ở trong con mắt mình ra. Không giỡn đâu nghe quý vị. Ví dụ như mình nhìn xuống mình thấy cái bà đó mập lù là mình giảng bài pháp mập. Mình quay qua mình thấy cái bà ốm nhơ mình giảng bài pháp ốm. Nó ngộ đó quý vị. Mình nhìn xuống cái bà cao ngồng mình giảng bài pháp cao. Mình nhìn qua bên kia thấy bà lù xỉn giảng bài pháp lùn. Thì quý vị coi tại sao mà những bài pháp như Đức giảng nó sống động dữ vậy? Tại vì mập lùn cao ốm tròn dẹp và tùm lum, nên nhà Đức giảng tá lả bên nên dạng nào cũng dính, nên những bài pháp này gọi là những bài pháp sống động độ sanh. Sống động độ sanh đó quý vị, nghe nó vui dữ lắm. Để biết rằng giờ này này có những người đang cầm cái điện thoại một mình mà cừ, trong một cái phòng hay trong một cái chỗ nào đang chùm mền, đang ho đang cảm mà đang cừ. Cười xong hết ho hết cảm luôn. Ồ, đang ngồi mình đó, mấy bà mà nghe gì mới nói bà bấm tim rồi đó. Bấm tim chứ không có giỡn đâu nghe quý vị. Người ta thấy mình giảng đúng ngay mấy bà quá. Thấy không? Kệ dù ở phương xa ngồi chỗ nào đang nghe, nhưng trái tim chúng ta đang thổn thức bên nhau. Giỡn đâu nghe. Thổn thức là nó tiếp nhận đó quý vị. Cái câu của thế gian và câu trong đạo nó cũng na ná, nhưng mà cái nội tâm đến với nhau khác. Còn ví dụ như hai người yêu nhau mà nó thổn thức thì cái này nó khác. Còn đem pháp mà để thổn thức trái tim bên nhau thì đúng là đẹp lắm quý vị. Giỡn đâu nghe. Ấm áp lắm. Ví dụ như chúng ta dùng trái tim mình để nhớ Phật A-di-đà. Vì thấy không, chúng trái tim chúng ta thổn thức với Phật A-di-đà quý vị, còn thử coi. Lúc nào quý vị cũng cảm thấy ấm áp và không bao giờ cô đơn. Thấy không? Vì thấy trên cái cuộc đời này bao nhiêu mối tình thổn thức với nhau, bao nhiêu lời hứa hẹn từ chết chim, nhưng cuối cùng quý vị cũng vì đó mà khổ đau, quý vị thấy chưa? Bao nhiêu lời hứa hẹn trái tim thổn thức, tự nhiên kích động từ trái tim, rồi nói ra bao nhiêu lời hứa hẹn, mà không phải hứa một đời này mà hứa nhiều đời nhiều kiếp. Có nhiều người ngồi đây nè đã từng nằm bên cạnh chồng hoặc chồng nằm bên cạnh vợ, nói một câu: em hứa với anh
đời đời kiếp kiếp em muốn làm vợ của anh. Kinh khủng, hứa vậy đó quý vị ơi. Nên bây giờ phát cái nguyện lại đi nghe. Nó phát cái nguyện lại đi chứ đừng có cái nguyện đời đời kiếp kiếp gặp làm vợ người ta hoài. Có khi thương lỡ thương rồi bắt đầu hứa sao cũng được. Mà cái đó nó thành nghiệp. Bây giờ phải quỳ trước Phật nguyện lại. Nguyện lại: Phật ơi, lúc trước con chưa có hiểu đạo, con nói với chồng con là con hứa với ổng đời đời kiếp kiếp con làm vợ ổng, lúc nào cũng làm vợ ổng. Không, bây giờ chú Phật con nguyện lại. Đời này cũng gì cực lạc chắc anh. Đúng không? Ừ. Mà mình về cực lạc á, mình mới câu ổng về cực lạc. Chứ mình không về cực lạc, ổng câu mình xuống tam độ. Nó nên bao nhiêu lời hứa hẹn thương yêu trong cõi đời này, nó chỉ làm cho nhau đau khổ. Có không? Có. Làm cho nhau đau khổ thiệt quý vị ơi. Không. Quý vị coi những đức đến quý vị chỉ là diễn để vui thôi, chứ có bao giờ gần nhau nhiều gì đâu. Không, có bao giờ mà đến nhau nói chuyện với nhau, ngồi nhau chung nói chuyện gì đâu. Vậy mà vui, mới thấy chưa? Vậy mà vui. Có lặng cô kia, cô ngồi cứ nghe pháp cũng không bao giờ cừ. Xong những đức ngồi đây, những đức giảng nhìn ngay bà. Bà sắp sửa cừ. Cái bữa giảng nó quá có mắc cừ, bà không sắp sửa cừ. Và bà không cừ. Cái bà này công nhận khó thiệt. Cuối cùng những đức nhìn bà, những đức làm nè. Bà cừ. Ngộ ghê. Có mắt mình nhìn bà một chút, bà sắp sửa cừ, mình đá lông nghe quá cừ luôn. Ngộ ghê. Xong 2-3 tháng sau, bà lại bà gặp như đứa bà nói: con là người cực kỳ khó cừ. Thêm cái nữa con sống với chồng con cực kỳ nghiêm. Con không bao giờ cười, gia đình con không bao giờ có nụ cười. Con lỡ nghe pháp, nghe thầy giảng 1 tháng chờ, thật sự rất muốn cười nhưng mà không cười được. Mà bữa đó thầy nhìn con, thầy đá lông nheo 1 phát thôi. Cái màn vô minh che lấp nụ cười của con bị tan biến. Nụ cười bùng phát ra. Bà ngồi bà cười cực kinh khủng luôn mấy bà kia. Mấy bà kia kinh ngạc nói: ủa sao bà này bữa nay bà cười ghê vậy chợ? Bà cười gì đâu mà bà cười dã man. Rồi cuối cùng 2 tháng sau bà gặp Như Đức, bà nói cảm ơn. Nhờ thầy đã phá cái màn vô minh che lại cái sự vui vẻ của con. Từ hôm nay con quyết định cười tới bến luôn. Thổ ghê chưa? Nó hay, hay không? Đơn giản. Chia sẻ Phật pháp đang giỡn. Đơn giản như đang giỡn, mà cái đặc biệt làm cho bị cười. Đúng không? Đó. Mà khi bị cười nghe, cười rồi quý vị sẽ thấy trong cái niềm vui, trong cái nụ cười của Phật pháp, nó không có những cái dụng ý xấu xa. Thì trong cái niềm vui nụ cười đó lại sanh ra pháp vị. Và nó giúp cho quý vị biết rằng là cái trí tuệ bị nó thoải mái, phát triển ra nhẹ nhàng vô cùng. À, niềm vui của nụ cười nó làm cho mình tan biến sự hận thù mà. Tan biến sự hận thù, quý vị coi. Hai con người này dặn với nhau mới có dặn. Nhưng mà hai con người này gặp nhau không cười nó thành hận. Mới đầu tiên là dặn, nhưng không cười gặp nhau giết hận. Hận mà không cười từ từ thành thù. Mà tới thù quý vị biết cỡ nào rồi đó. Ghê chưa? Vậy mà cười một phát là tan biến hận thù. Cười là tan biến hận thù. Nên quý vị coi, hai nước người ta bắt tay giải hòa là phải cười. Chứ có ai mà bắt tay giải hòa mà không có chuyện này đâu quý vị. Không ai mà vậy chứ, đúng không? Nên mỗi ngày quý vị nghe nhà Đức giảng quý vị được cười là quý vị đang giải hòa tất cả những sự buồn giận trong cõi lòng. Đúng không? Mà quý vị biết Phật pháp là cái gì? Phật pháp là cái gì? Phật pháp là một phương pháp để giúp chúng ta hóa giải hận thù. Đúng không?
Bây giờ giảng như thế nào miễn người ta vui thôi, người ta không ác thôi, thì đó là vọc pháp. À, này quan trọng nè, có nhiều người ta gặp như Đức nói, có một số Phật tử ở một ngôi chùa đến chùa mình nghe pháp, thì quý Phật tử này nói rằng, dạ bây giờ mỗi tuần con đi đến đó nghe thầy Đức giảng. Vị kia nói một câu, gì gì giảng pháp, nói sao kỳ vậy, gì với thầy giảng pháp hả, sao nói cái gì đâu chứ giảng gì đâu mà giảng. Thì mấy bà Phật tử mới nói một câu, thầy Đức ổng nói gì mà ổng giúp cho con vui. Ghê, ông trả lời ghê thiệt chứ. Ổng nói gì mà ổng giúp cho con vui, còn thầy giảng rất hay mà thầy làm cho con ngủ. Kinh khủng không? Trả lời hay ghê thiệt. Thầy giảng rất hay mà thầy làm con ngủ. Giờ những Đức hỏi bị vui và ngủ bị chọn chỗ nào? Hiểu không? Vui rồi thì mới ngủ. Mình vui rồi hết dân thì tới giờ mình ngủ mình đi ngủ. Còn cái giờ ngồi nghe pháp mà ngủ thì nó được lợi ích gì đâu. Bây giờ giảng làm sao không biết mà làm cho bị vui để bị tỉnh thì bị mới nghe được Phật pháp. Đúng không? Vui tỉnh xong rồi nghe được Phật pháp thoải mái rồi thì ăn cơm ngon. Mà ăn cơm ngon rồi thì đi đâu? Đi ngủ. Thế sao giờ? Đúng không? À, còn cái này lên nghe pháp mà làm cho ta ngủ, vậy thì không đạt. Làm sao mà người ta tỉnh? Làm sao mà người ta đỡ đau chân? Chỉ có cái vui à. Đúng không? Vui đỡ đau chân nghe quý vị. Đó. Nên khi mà chia sẻ học pháp gì mà nhìn xuống nhìn mấy cô là nó đẹp hơn cái lúc mà mấy cô mới vô ngồi nghe. Ừ. Tại sao? Tại sao? Tại cười nhiều. Cười nhiều thì mặt hồng lên. Còn gặp mà nếu mà quý vị mà không vui ngồi chừng nửa tiếng thôi là quý vị coi tóc tai nó bùm sùm xuống. Và người bị ngứa nhiều lắm. Lạ kỳ lắm nghe. Khi bị vui người không ngứa. Vì để ý đi, khi mà quý vị mà nghe pháp mà không vui là người bị giống như có con sâu gì bò vòng người. Nó ngứa ngáy mà nó gãi. Nó ngứa một chút rồi nó kêu đi ra đi. Nó khiến mình bị đi ra. Nó rồi tự nhiên đầu quý vị không biết sao nó ngứa hoài. Bị gãi, gãi chút thì tóc bùm sùm. Nghe nửa tiếng nhìn mặt như con ma. Thua rồi. Còn cái này nhận thức thấy nghe một tiếng mấy gần tiếng rưỡi rồi đó. Vậy mà nhìn xuống thấy tóc mấy cô đẹp. Không bùm sùm. Mà thấy ngồi nghe pháp đàng hoàng không ai gãi. Là tại sao? Tại sao? Vì mấy cô vui nó không sức mồ hôi. Chứ mấy cô mà buồn đi mấy cô đổ mồ hôi. Mà đổ mồ hôi thì ngứa chứ sao? Không thiệt á quý vị ơi. Nhưng mà vui là nó không có đổ mồ hôi nghe. Mà vui mà nó có đổ mồ hôi đi chăng nữa mà mồ hôi nó không hôi. Ừ, nó lạ vậy đó. Còn khi mà mệt mỏi là đổ mồ hôi rình. Rồi xong nó ẩm, nó ngứa. Chứ sao? Nó ngồi nghe pháp mà cứ gãi suốt. Tại sao nhà Đức biết được điều này? Vì có một cô này cô đến cô nói nhà Đức nghe câu này. Nhà Đức giảng lại. Dạ thưa thầy, lúc trước con nghe thầy giảng nghe không vô. Con ngứa lắm. Ừ. Nhà Đức hỏi vì sao bà nghe không vô mà bà ngứa? Bà nói đổ mồ hôi rất nhiều. Rồi xong đầu con đổ mồ hôi đầu. Con ngứa lắm. Xong con gãi tóc con bùm sùm. Mình nghe, mình để ý nghe, mình nghe. Rồi sao mà kỳ vậy ta? Sao mà nó ngứa kỳ cục, nó đổ mồ hôi dữ lắm. Rồi người nó nhột nhạt, nó khó chịu. Xong nhột nhạt, nó khó chịu. Xong phải gãi đầu này, gãi đầu kia. Rồi chút cái nó ngứa, gãi những cái chỗ mà thật sự mà nói, dối không tới. Bà nói lần nào bà nghe pháp mà cũng ngứa cái chỗ dối không tới không? Nó vô duyên gì. Rồi xong lòn tay đầu này lòn tay đầu kia mà gãi không được. Tại sao nó ngứa cái chỗ gió không tới túi sao nè. Rồi bà lòn đầu này thì cũng không tới. Mình ngồi nó ủa sao cái bà này bà nghe pháp bà làm mà kỳ cục với tao. Bà ngồi nghe pháp bà nó nghe mình giảng bà làm nè. Cái chút cái tay kia bà làm nè.
cái không được rồi, cái chút cái tay trên mới làm nè, cái chút cái bánh đưa phía sau làm nè. Cái bà này bị bệnh gì hết trơn, mình tưởng nó bà bị hương linh nhập không quý vị. Xong mình hỏi bà thì bà mới nói rằng nghe pháp không vô người ngứa đó, nó nóng. Xong bữa nay giờ đức có giảng quý vị nghe về pháp cho này cho quý vị nghe, thấy chưa, đó rõ ràng chưa. Rồi sau này nhà đức gặp lại hỏi bà là lúc này bà nghe vô chưa, nó nói bây giờ vô ngon lành. Sau nhà đức nói à vậy là giờ nó thuận tiện rồi đúng không, à thuận tiện có nghĩa là tâm tư bà thuận tiện quý vị. Nghe là nó vô ngon lành. À nhà đức nói à đúng rồi, cái gì cũng vậy chứ, ban đầu là nó khó khăn lắm, thấy không, nên nó không có thuận tiện ban đầu, mà bà nghe chưa có tiếp nhận được, bà chưa có hiểu được cái văn tự của những đức giảng nên bà nghe không có vô. À đúng rồi, bây giờ đổ mồ hôi khó chịu đúng không. Bà nói bây giờ chỉ cần bước lên là vô liền. Đó đúng, người Việt Nam mà dùng văn tự hay quý vị. À, bà nói câu hay công nhận, bà nói giờ vừa bước lên là vô liền. Đấy. Giờ đứa bà hỏi bà vô cái gì, bà nói vô pháp. À vô pháp, được được, vô pháp. Công nhận quý vị ơi, bởi vì cái gì cũng vậy, phải kiên nhẫn nha quý vị. Kiên nhẫn, ban đầu mà nghe chưa vô cố gắng đi, mai mốt khi nó vô rồi tiện bề lắm. Ờ quý vị, ta nói Phật pháp á, hiểu không, không giảng pháp nó phải dở dở ương ương quý vị, nghe nó mới cảm thấy áp phê. Bây giờ mà giảng pháp mà chánh văn quá nghe không có được, nó thấy mình với Phật pháp xa quá đúng không. Tại sao người ta thích nghe mình giảng gì, người ta thấy nó gần đó, nên mỗi ngày quý vị mà nghe gì mới bị cười đi. Bây giờ như đức nói bảo đảm cái người nào đang nấu cơm cũng đang cười nè, cái bà đang vo gạo đang cười nè, chắc chắn nghe đoạn này bà cười, tại vì bà nghĩ nhiều thứ nữa bà cười chứ không gì chứ á. À, đó các bạn thấy Phật pháp hay không, quá hay. Vì thấy rõ ràng cái gì ban đầu cũng khó đúng không. Chúng ta đi học lớp 1 đầu tiên viết cái chữ O thôi nó đã khó, nó không chi tiếp nhận Phật pháp. Nó hồi xưa mình chuyên gia ưa viết ngược lắm, đầu tiên viết chữ ưa viết ngược, viết kỳ cục lắm. Còn con nít ban đầu mang dép ưa mang dép trái, nó ngộ không, có những đứa con mình nó lạ lắm, khi mình tức luôn, đâu dép gì mang dép phải đi, không mang mang dép trái không à. Con người ta nó trái quý vị ơi, nó trái ngược với cái thiện. Thấy đi phải không, cái thiện học rất là lâu nhưng mà cái ác học rất là mau. Dép mang dép phải đi, không mang mang dép trái không à. Lớn lên từ từ mang dép phải. Còn cái chữ O viết tròn thôi, viết phải đi, viết ngược lại đó, thì mình biết con người mình nó ưa ngược lại. Nên Phật pháp mình chia sẻ cũng vậy, nó phải đi làm sao nó dở dở ương ương, nó nằm ở trong cái cuộc đời mình. Cô quý vị nghe không thầy, có nhiều người nhiều cô nghe những đức giảng nó công nhận thầy giảng hay, giảng gì chúng bon, đúng rồi, giảng chúng bon các bạn mới nghe. Ờ giảng chúng bon các bạn mới nghe nó, nên thấy không, nên cái người mà giỏi vàng là không có thành công cái gì. Nên chúng ta nghe pháp cũng phải kiên nhẫn, nó khi mà nghe mà tiếp nhận được rồi thích nghe dữ lắm. Thấy không, tiếp nhận rồi thích nghe. Nên nhà đức nói là tất cả các ông chồng cứ để cho mấy bà vợ đến đây học Phật đi, mấy bà mà đến đây học Phật viết gì mấy bà thương mấy ông lắm, tại vì để tu giải. Ừ, chúng ta là đàn ông với nhau mà phải có cái phe phía của mình, thấy không, đàn ông nhau mà phải phe phía. Thì tôi giờ đi tu rồi tôi không có cần mấy cái thứ đó nữa, nhưng mà để tôi dạy mấy bà phục vụ cho mấy ông, dạy làm vợ ngoan đàng hoàng quý vị, dạy vợ người ta mà làm vợ ngoan đàng hoàng với chồng thì cái này thì người ta tiếp nhận Phật pháp. Quý vị ngồi suy nghĩ đi, chứ gặp mà bây giờ mà lỡ chùa tu mà dạy vợ người ta buông xả, lúc bà chưa đi tu nhìn bà còn coi được,
Bà tu giết nhìn như con ma. Ai cho vợ nó đi học Phật? Càng học Phật mà càng ở dơ. Cứ buông xả mà ở dơ. Giết ngủ cũng không đánh răng luôn. Thấy không? Móng tay đen thui. Mình mẩy để hôi đình không tắm. Có nhiều bà học Phật kỳ cục buông xả vậy ơi. Buông xả là buông cái việc tham sân si ấy. Buông cái việc mà giận hờn người ta để trong tâm. Còn cái chuyện bản thân mình phải kỹ lưỡng sạch sẽ chứ sao mà ở dơ. Thấy không? Ai mà chịu hôi? Thấy không? Không ai mà thích hôi. Thơm là ta thích. Đúng không? Đó. Giống như vậy, vị đi về chùa này, đi chùa này vui vì cái gì á? Chứ về đây mà buồn hoài gì chứ? Thì buồn là hôi á. Thấy không? Buồn là hôi á, vui là thơm. Phải không? Vui là thơm á. Đó. Nên về đây quý vị vui, quý vị thơm, vui nên quý vị thích. Chứ về đây mà hôi rình gì chứ? Đúng không? Nói vậy thấy không? Dễ hiểu chưa? Quá dễ hiểu luôn. Đó. Rồi quý vị về đây quý vị được học cái niềm vui nụ cười. Vì về làm ăn buôn bán được. Những đức nói quý vị nghe, cái người buôn bán được có cái thờ là cái người này vui, cười. Làm bà chủ, ông chủ thì khách hàng đến mua đồ vui. Gặp người ta, anh ba vô coi đồ đi anh. Bữa nay đồ mới về nghe, vô lựa đi. Lựa đi anh. Cứ lựa thoải mái, anh không mua cũng được. Cũng được không sao. Thấy không? Cứ lựa đi anh. Mình vui vẻ cái đó mà làm gì lựa xong mà không mua. Nó ta niềm nở như vậy mà không mua luôn tâm nào coi được. Mà không mua lần này lần sau cũng lại mua nữa. Mà còn rủ nhiều người lại mua nữa. Nên cái sạp đồ mình bán đắt. Niềm nở vui vẻ. Còn mình bán giải thì mấy bà thì thích lựa mà có khi không mua. Mà phái vô lựa, lựa đồ chơi. Mình hãy để cho người ta lựa đi, mình chịu công, mình sắp lại một chút. Bà lựa xong có thấy đồ đẹp quá, bà về bà kiếm tiền bà lựa mua sao. Mình chứ đừng, mình đừng có hẹp hòi chi. Nên cái tâm lượng lớn mới buôn bán đắt. Nói chị ba, vô lựa đi chị. Bữa nay không mua, mua, bữa khác mua. Không có sao chị, vô lựa đi. Đồ mới về, mới nhập về luôn. Chị coi nè, giải này nè, mềm công nhận luôn á. Giải đó mà bạn lên người chị nè, chị coi nè nha. Chị đưa cái tay vô, chị đưa cái tay vô coi nè. Giải này mà hợp với cái da chị nè. Hợp da gì đó. Hợp không, hợp không, hợp. Chị và bạn mua đồ thì vô là anh ba anh mê cho mà thấy luôn. Thấy chưa? Mình mà buôn bán vậy thì cái sạp giải bán đắt chứ sao quý vị. Còn bây giờ mình nhìn thấy người ta nhìn mình nói nhìn mặt này chắc không mua đâu, tao khỏi đi. Cầm điện thoại bấm. Bà chủ ơi, cái gì? Nhìn mà này chắc mua không được mấy miếng đâu, mệt. Gì vô lựa đại đi, được, để bấm điện thoại chờ. Bán ế là phải rồi. Đúng không? Giờ mình buôn bán á, thì chúng ta biết tu nghe pháp để người nó vui vẻ. Chứ không có được bấm điện thoại, nó ghiền ở trong điện thoại, nó không có nhìn người ta. Mà không nhìn người ta muốn mua đồ đi ngang mà thấy bà chủ không nhìn mình. Mình đâu có ghé mua. Ngày xưa những đức đi ngang mấy cái tiệm đồ những đức muốn mua là những đức nhìn cái người bán đồ đó gương mặt có vui không những đức ghét. Chứ những đức mà đi ngang mà thấy họ không có nhìn những đức đi luôn. Không có ghét. Thì bây giờ mình kinh nghiệm là thì ra là mình phải nhìn người ta. Nên bây giờ những đức giảng pháp đó là thường nhìn bên đây nè quý vị. Giảng pháp có nhìn đây không? Nó quen rồi. Tại vì sao hồi xưa những đức nói con người mình nó ưa trái quá. Là ưa làm sai quá. Bây giờ đi tu nhìn lại bên phải cho nó quen. Nhìn viết bây giờ toàn nhìn Phật tử bên phải không? Nhìn Phật tử bên phải không quý vị? Lạ ghê á. Bữa đó có bà Phật tử với lợi nói dạ thưa thầy, con đến tuần nào cũng nghe thầy giảng pháp, nhưng mà lúc nào cũng gì chớ hề thầy nhìn qua bên trái một chút. Nó sao kỳ vậy? Nói thầy biết mà, nghe giảng mà thầy nhìn qua thầy giảng thì nó áp phê hơn. Nó tông quá quý vị. Tông đến ngay mình. Nó bốn mắt nhìn nhau mà. Đúng không? Còn bây giờ thầy giảng cũng vui nhưng mà nhìn như bên phải không? Thì chúng con chỉ vui một bên. Mấy bà bên phải thầy nhìn bà suốt. Nên mấy bà bên phải bà chạy qua bên phải bà ngồi quá trời.
Xong kỳ này quý vị biết, những Đức giảng, những Đức nói bây giờ mình phải tập. Chịu lên luôn quý vị. Cuối cùng Đức chịu lên bên trái, chịu lên bên trái, nhìn bên trái vô quay. Thấy chưa? Nó, nên từ nơi đó mình phải chịu, gặt mạnh, gặt nó qua bên trái lại. Để chi cho nó cân bằng bên phải và bên trái, nó không bị nhiễn. Bởi vì trong cái cuộc đời này nghe quý vị, trái và phải nó đều phải cân bằng. Nếu như quý vị mà học Phật đó nghe, nếu như quý vị mà học Phật mà quý vị đặt vào cái vai trò là chỉ học có nhìn phải không, là quý vị sẽ bị thiệt thòi. Tại vì Phật Pháp nó có mặt trái nữa. Mặt trái nó cũng là nền giáo dục đó quý vị. Thí dụ như bây giờ đi, người ta lỡ người ta nói với mình một người một câu nói gì là mình học được nè. Chị, có con hai xóm trên, con nhỏ này là con nhỏ mà nói là nó gọi là gì, nó lả lơ với chồng người khác lắm. Nó gặp chồng người ta là nó lả lơ ghê lắm chị ơi chị. Mình vừa nghe mặt trái này thôi là mình nghĩ mình liền. Mình nghĩ có bản thân mình có như vậy không để mình học chỉnh lại. Thấy không? Thấy mặt trái không quý vị? Hoặc là một người nào lỡ gần mình nói, chị, con hai nó nhiều chuyện nhiều điều, chuyện của ai nó cũng đem, nó nói tá lả âm binh, mới vừa bị đánh. Mình nghe cái mình hết hồn, nó chết mồ không? Bản thân mình cũng nhiều chuyện nữa. Nếu bây giờ mà mình không sửa lại là mai mốt mình đi ra con hai bị đánh làm sao? Nó, thấy chưa? Thấy không? Hay không? Xong á, mình gặp cái nhỏ nhiều chuyện lỡ nói, chị Tư, trời ơi, con nhỏ nhà xóm trên, nói thiệt với chị chứ, con nhỏ này nó đâu có đẹp gì đâu chị. Mới mua bộ đồ nó làm như là có mình nhà nó có đồ không bạn. Nó bặn bộ đồ lên mà từ trên tới dưới bặn bó sát vô nó đi. To nó đi, ẻo, có thứ gì đâu mà. Đàn bà, con gái gì mà có chồng có con rồi mà làm điệu đàn còn hơn cái gì. Bặn đồ cái kiểu này mà có ngày. Có ngày là nó bỏ chồng nó cho mà thấy. Mình vừa nghe câu này là mình nghĩ là à, nó nói câu này sao mà giống mình dữ vậy cha. Đi rang mình đi ha. Vậy là cái mình có chồng có con rồi mà bặn đồ kiểu này là bị nói rồi. Vậy thì thôi bộ đồ này mình cho ai bặn đi, cho người trẻ bặn đi, cho người trẻ bặn đi. Còn mình có chồng có con mà bặn bộ đồ này nó kỳ quá. Bị nói rồi, bị người ta nói rồi, nói người ta nhưng mà dính mình. Học mặt trái liền sửa. Đúng không? Nó rõ ràng. Mà chị ơi, mới xem trên có cái bà này, có chồng rồi, chồng được thì ghê, chồng cũng dễ thương quá trời luôn. Vậy mà đi làm công ty, vậy mà không biết làm sao quen cái thằng nhỏ hơn 5 tuổi. Đổ bể ra bây giờ quen cái thằng đó. Chồng nó quyết định chia tay, gia đình tan nát hết trơn luôn chị. Nghe một cái hết hồn, chết mồ luôn. Trời ơi. Mình vô công ty mình làm mình cũng thường đi uống cà phê với bạn đồng nghiệp, mà có cái thằng nó cũng chọc chọc hoài mà mình cũng nghĩ mình không có gì đâu, mình đi uống cà phê chung chơi gì đó có gì đâu. Chết mồ của ngày chồng nó biết được, đến nó chia tay mình chết mồ mình luôn. Hay chưa? Mặt trái đó quý vị. Vừa nghe là mình tránh đi. Vì thấy mặt trái học hay chưa? Mà mặt trái nó học còn nhiều mặt phải nữa. Vì cái cõi đời này mặt phải nó ít, cái phải nó ít quá nên cái trái nó nhiều. Cái nhiều chuyện nhiều điều, cái chấm chích nhau nhiều, nên mình học trong cái mặt trái á, nó sẽ học được rất nhiều thứ. Đó, quý vị biết rồi, lúc còn nhỏ nhà Đức có nhiều chuyện dữ lắm. Nhỏ nó nhiều chuyện không chi mà lớn thì quý vị biết rồi. Nhìn cái miệng là biết rồi. Tám lắm ơi. Hiểu không? Nhiều chuyện mà. Quá nhiều chuyện. Còn nhỏ quý vị biết không? Nhỏ xíu thôi, mới có 6-7 tuổi rồi thôi. Mấy ông già mà ngồi mà kể chuyện người này người kia là nhà Đức ngồi dưới lùng mà ngồi làm ngóng cổ lên nghe. Người ta nghĩ thôi kệ nó, nít không biết gì đâu. Nghe chuyện hết. Rồi ai mà nói gì ta bỏ vợ bỏ chồng. Còn người ta yêu nhau, người ta nói chuyện yêu thương á, nghĩ mình nít nó thôi kệ nó, nít nó không biết gì đâu. Mình ngồi kế bên mà trong bụng mình nói nè, tao không biết mới sợ. Xong ngồi kế bên quý vị, ngồi ngay chính giữa, người ta cứ ngồi kế bên nghe hai người yêu nhau nói chuyện, nghe hết trơn.
không ngờ cái nhiều chuyện đó mà bây giờ đi tu biết hết trơn luôn, giảng pháp rầm rầm luôn, quý vị thấy chưa? Thì quý vị biết Nhận Đức đâu có đồng sách nhiều mà tại sao chuyện bên Tàu bên Tây Nhận Đức nghe hết trơn, biết hết trơn mà giảng nhiều chuyện. Là do người ta thật kể chuyện cứ thích nghe, cứ ngồi ngóng cổ vậy. Ba Nhận Đức thì muốn uống nước trà, mà bạn uống nước trà toàn mấy ông già xưa không, sáng nào 3 giờ mấy thức dậy uống nước trà. Nhận Đức thì nhiều chuyện, thì chỉ cần thấy uống nước trà là ngồi gì. Ba Nhận Đức kêu ngủ đi mày, mấy ông già uống nước trà mà thức gì nào, không còn thức uống nước trà chứ. Mà mình thì phải nghe mấy ông kể chuyện xưa, chuyện năm trên chấm dưới, mình ngồi mình nghe quý vị, ngồi nghe từ đầu tới cuối, tới nào mấy ông về hết trơn mới đi. Nhiều chuyện khác đảm gì, còn đi lên xem trên xem dưới nghe ngóng chuyện của người ta, coi coi ai có chuyện gì gách quần gách áo nói nghe hết trơn. Nên cả sớm Nhận Đức biết được ai nhiều chuyện ai không nhiều chuyện, Nhận Đức biết do nhiều chuyện quá thành kinh nghiệm. Sau này khi đi tu đem Phật pháp bỏ vào điều chỉnh lại biết hết trơn luôn, hay chưa? Nên cái Phật pháp Nhận Đức học là cái gì quý vị biết không? Là từ con người mà ra. Đó. Nên Nhận Đức biết được cái mặt trái nó hay dữ lắm, thấy không? Tôi bây giờ, thấy không? Mình bây giờ là cái gì mà nó nặng quá thì mình phải dùng phương tiện. Thấy chưa? Phải bẻ lại. Không mà làm như thế cũng vui nghe quý vị. Vui chứ bộ. Nên ai mà ngồi trước mặt Nhận Đức là không có ngủ được. Không ngủ được. Không, Nhận Đức là ông thầy nó gọi là đa dạng, đa hệ. Thầy đa hệ biết không? Có khi mà nó thiệt nên nói cho vị vui. Có khi mà ngồi chứ có nhiều đứa mà trẻ trẻ nó ngồi nghe pháp đó, mà kiểu mà nó nghe không vô, Nhận Đức ngồi nó nhìn làm nè. Sợ chết mồ gán nghe. Mà làm cho nó mắc cười vậy ơi, cuối cùng nó nghe luôn. Nó ngồi nghe mình giảng luôn. Nó có khi mà đá làm nghèo luôn. Không phải đơn giản đâu nghe. Bởi vì từ nơi đó mà nó ăn khách. Thầy lạ quý vị, lạ quá. Mà trong cái cõi đời này bây giờ mà độ sanh mà không lạ là không độ được. Quá lạ mà, đúng không? Bởi vì trong thời cuộc này mà Bồ Tát xuống thế gian cũng phải làm tới công. Tại vì sao? Không làm tới công không độ được. Hiểu không? Ta thật sự nó quá chánh tông Phật pháp thì không có tiếp nhận được. Kỳ lắm. Nó không có tiếp nhận. Ngủ hết trơn sao tiếp nhận? Gặp hồi nãy giờ mà tiếng máy này mà gặp mà không vui thì ngồi dưới làm. Mình nó chơi ra thành Nam Mô Di Đà Phật nghỉ giảng. Bây giờ bị coi mình giảng ở dưới mà ngồi mà. Sao giảng? Còn gặp mà mấy bả mà đau chân mà mấy bả ngồi mùa nước lũ nó giảng không nổi. Không mà nhiều bà cũng dữ dằn lắm nha quý vị. Nhiều cô cũng không đơn giản chút nào. Có lần mà Nhà Đức giảng pháp mà cái cô đó cô thử mình hay sao? Bà bận nguyên cái quần bó sát vô luôn. Xong bà nghe giảng một chút mà bà vô bà nghe thì bà bận áo tràng. Rồi xong một chút bà ngồi mùa nước lũ mà bà dỡ áo tràng lên. Bà dỡ áo tràng lên mà bà quạt vậy nè. Xong Nhà Đức ngồi Nhà Đức giảng quý vị. Giảng một chút rồi bà thử tôi phải không? Xong Nhà Đức nhìn chăng chăng ngay chỗ đó Nhà Đức giảng luôn. Giảng chút bà chịu không nổi, bà đậy lại. Được. Chịu thua. Thua thầy là chịu bó tay thầy là luôn. Gặp người ta, người ta sợ, người ta giảng được, người ta mắc cỡ quý vị. Thầy làm kiểu đó mắc cỡ sao giảng? Hiểu không? Mới chơi ghê thiệt chứ. Bây giờ bận quần bó mà ngồi cái mùa nước lũ gì, bà dở áo chàng bà quạt. Quạt lia quạt lia. Bà tưởng đâu mình ngại mình mới dám được.
Xong bà làm gì một chút mình làm vậy nè. Giãn luôn. Nhìn chăn chăn mình giãn giãn một chút, đậy lại luôn. Rồi xong thành công. Thấy không? Da thịt thôi có gì đâu. Thấy không quý vị? Một ngày nào rồi chết rồi thúi ùm hết chứ. Có cái gì đâu mà sạch sẽ quý vị. Đúng không? Nó bên phải nữa nè. Giờ có cái chiêu này cũng ghê thiệt chứ. Chịu lại cho lắm mới được nghe không? Rồi mình rồi xong hè cũng có người nữa mình làm sao? Thấy không? Nó mình đấy. Dùng phương tiện quý vị ơi. Mai mốt mà khi mà nó nhẹ rồi lúc đó mình chỉ cần gì thôi. À, còn bây giờ làm gì nó không qua quý vị. Cái gì ghê thiệt, nó thấy nó lạng quá. Nó lạng bên phải không à. Không mà cũng được tại chắc mình phải. Đúng rồi. Vui gì vui nhưng mà phải về cực lạc đó quý vị. Thấy không? Trong cái cõi đời này giống như chúng ta lang thang như một kẻ cùng tử, rồi đóng vai như một kẻ ngu khờ để sống trong cõi này. Nên có những lúc phải cần mắt nhắm mắt mở mà sống trong cuộc đời. Nghe chưa? Có những cái cũng đừng nên mở hoàn toàn hai con mắt ra làm chi. Dù mình cũng là chân thật đó, nhưng có những cái chân thật mà hại mình thì thôi khỏi đi. Nhắm lại con mắt để sống những ngày tháng bình yên. Hiểu không? Chúng ta đâu có hại ai đâu quý vị. Phải chi chúng ta hại người ta. Còn này mình đâu có hại ai. Nhưng mà mình mở hai con mắt ra thì đụng chạm nhiều thứ quá trong cuộc đời này. Sống khó lắm. Thôi nhắm con, mở một con. Hiểu không? Nào. Nên chúng ta diễn vai trong cuộc đời mà sống đi quý vị. Nghe không? Diễn vai mà sống. Vai vui, vai buồn, vai khổ, vai sướng, đủ vai. Đụng vai nào thì chúng ta diễn vai nấy cho đẹp. Nghe không? Khi mà nhà Đức vui, vui vô cùng vui mà khi nghiêm. Tại vì mình hô bây giờ mình làm cho nó mớm lên. Ô mấy bà già chứ. Bước lại nghiêm mấy bà cụ nhiều bà già cũng dữ lắm. Lỡ yeah. Muốn sợ. Mắt trợn trắng. Con sợ. Ở đó nó mồ gì đâu Phật. Thầy tha thứ cho con. Tôi giết nhiều người lắm rồi đó. Không, mấy bà già không đơn giản đâu. Nhiều bà già bất kinh khủng lắm. Mấy thầy mấy chú khác mà ban vô nói bà cũng nói. Mấy chú mấy thầy chạy mất tiêu. Những Đức bước ra bà nói mồ gì đâu Phật. Thấy chưa? Tại có những lúc nhà Đức vui vui lắm, nhưng mà những lúc dữ ghê lắm mấy vị ơi. Mặt này nè, lồm chứ. Nên quý vị mà thấy có lúc nhà Đức vui bị chạy lại, quý vị nhìn mặt á. Lúc mà nhà Đức đang bực bội tránh đi chỗ khác đi. Chứ nhà Đức mà bực bội mà chạy lên cái nhà Đức nói. Yeah. Dạ thưa thầy, bữa đó thầy giảng vui. Vui gì? Là bị chạy đi, đừng có lỡ nói nữa. Tiếp tục nói nữa, giờ chủ khác trời. Nó không đơn giản đâu quý vị. Có những lúc những Đức mà sân si lên tránh đi. Gặp một mặt mà kinh kênh là thôi nằm mô vậy đó Phật đi chủ khác. Kỳ lắm, con người này là nóng lạnh thất thường. Điên khùng nằm trong đây đầy đủ. Thấy không? Nên từ nó đó cái cõi đời này là như vậy đó quý vị. Đó. Nên hãy trân quý những lúc mà chúng ta gặp nhau mà có nụ cười nhiều gì.
không? Để một ngày nào trở mặt quay lưng thì lúc đó chúng ta hiểu cái nguyên lý của cuộc đời. Đó. Thì giờ sống với chồng, chồng thương yêu vô cùng, chăn quý đi. Một ngày nào chồng trở mặt quay lưng thì nói duyên thiện đã hết, duyên ác lòi ra. Mình hỏi câu tại sao? Tại sao nó xử tôi như vậy? Anh nói bao nhiêu là hứa hẹn, tại sao bây giờ anh đành đòn đối xử với tôi như vậy? Anh nói đi, tại sao nó xử với tôi như vậy? Không có gì để nói chứ. Tại sao ngày xưa anh nói anh thương tôi nhiều mà, hồi xưa nói gì, bây giờ tại sao không thương nữa? Giờ xấu khỏi thương chứ sao? Có gì đâu mà nói. Giống như cái bà này, bà nói thầy thầy, tại sao chồng con đối xử với con tệ bạc vậy thầy? Hồi xưa con lo cho anh thương con còn hơn, nhưng mà nghe con ung thư ngực anh bỏ con. Anh nói thì cô ung thư ngực thì bỏ là phải hả? Đúng không? Người ta không có tu hành gì hết chứ, người ta cưới cô về có cái đó. Mà bây giờ nó ung thư rồi, bây giờ sợ muốn chết. Mới nói là tình đời bạc bẽo, lòng người đổi trắng thay đen. Bây giờ cô hỏi cô tại sao là cô càng khổ thêm chứ làm cái gì? Cô cứ nghĩ rằng tình thương nó dồn lại phía trước, khổ đau nó lọt lại phía sau. Đến lúc đó, khổ đau thì không tiếp nhận, cô cả đời cô muốn tiếp nhận cái niềm vui không hả? Vì cô tiếp nhận niềm vui không, vì cái khổ đau cô để lại cho ai? Trong cuộc đời này không lẽ ai cũng đều không tiếp nhận khổ đau? Vì khổ đau đem đi đâu? Nếu khổ đau trong cuộc đời mà không ai tiếp nhận chứ, vậy thì nó đẩy chúng ta xuống tam đồ ác đạo, để giải quyết khổ đau ở dưới đó càng khổ hơn nữa. Nên chúng ta tiếp nhận sự vui sướng thì chúng ta cũng phải tiếp nhận cái khổ đau, đúng không quý vị? Chúng ta tiếp nhận những lời hoa mỹ thì chúng ta cũng phải tiếp nhận những lời hóc búa chứ, ở đâu mà đi tìm những lời hoa mỹ hoài quý vị, đúng không? Trong cái cuộc đời này mà nhớ kỹ, thuận duyên nó cũng nằm trong đó có nghịch duyên, mà nghịch duyên nó có cái thuận duyên. Bạn chỉ cần nhận thức được định luật nhân quả thì trong thuận có nghịch, trong nghịch có thuận, bạn đều chấp nhận hết để sống cho tốt. Thấy không? Cái này quan trọng ghê không? Những cái câu sắp sửa kết luận của bài giảng, vui khổ từ đâu đến? Sắp sửa đến rồi đó. Sắp sửa đến rồi đó nghe. Vì thấy bài chia sẻ Phật pháp nào nó cũng có bao nhiêu ý nghĩa nằm bên trong. Thật sự mà nói, người ta chỉ nghe qua một lần thì cũng là tiêu khiển thời gian tại bài giảng của mình hoài. Nhưng nếu quý vị một ngày nào nghe lại đi, thấy không? Một ngày nào những đức tự nhiên bốc khói, bốc khói là biến mất ra khỏi cuộc đời này, cái là tự nhiên nghe lại đi, nó có những cái hay trong cuộc đời đó, đặc biệt chứ không phải chuyện giỡn đâu. Tại vì nghe qua có một lần, nghe qua có một lần thôi, tại bài giảng sau tiếp tục nghe nữa rồi không có nghe lại. Nên bây giờ mà những đức không giảng mà đem bài giảng này để lại thì tiếp tục nghe, ủa sao bài giảng này nhớ quen quen á, thấy không? Nó nên nó có nhiều cái đặc biệt nằm bên trong đó quý vị, nhớ kỹ nghe không? Câu cực kỳ quan trọng mà vì phải nhớ nha quý vị. Tiếp nhận được cái vui thì cũng phải tiếp nhận được cái khổ. Tiếp nhận được cái giàu sang thì bạn cũng nên chờ đợi cái nghèo hèn. Bạn tiếp nhận được cái đẹp bản thân thì bạn cũng phải tiếp nhận ung thư phá hoại cơ thể bạn. Nhớ nghe, bạn đừng bao giờ từ chối tất cả những cái nghịch cảnh trong cuộc đời đến với bạn. Vì nếu bạn là người tu đạo, tất cả những cái nghịch cảnh đến với bạn, bạn hãy tiếp nhận đi, để chi? Đừng nên đem cái này vứt ra ngoài cho người khác. Vì nếu bạn vứt ra cho người khác không tiếp nhận thì bạn cũng phải tiếp nhận tam đồ ác đạo mà thôi. Nhớ nghe quý vị, vậy thì không buồn trách ai chứ.
lúc nào quý vị cũng sẽ đặc biệt lắm. Ho cái thấy chưa? À, nhớ chúng ta hẹn gặp ở Cực Lạc quý vị. Ai với đạo Phật. Hồi hướng quý vị ơi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về thỉnh độ.